Thôi nghe coi. Còn bánh kẹo nhiều. Để quay cho bạn coi biết mấy mặt hàng giảm giá. Hết đồ ăn à? Nên quay cho bạn biết mấy mặt hàng giảm giá. Coi đi. Ở đây thấy còn ít đồ á. Ở đây cái xe. Ủa quét vô máy này coi giá được anh. Ở trong này hết đồ rồi. Không còn gì hết. Ủa bên đây còn đồ ấm lạnh luôn hả? Mấy siêu thị kia hết rồi. Nay qua đây có. Ủa đồ đông lạnh này có giảm giá không con? Giảm 50 đó con. 50% hả? Ngon vậy. Rồi phải coi còn hàng sử dụng không? Đúng rồi, sợ nó cận đá nó mất công lắm. Thank you.
quay ở ngoài xíu làm kỷ niệm cái siêu thị đóng cửa. Mấy bữa đóng cửa đúng rồi. Hai tay nghỉ rồi. Đúng rồi. Quay làm kỷ niệm siêu thị luôn. Hết rồi, trong này hết hàng không còn gì. Còn hạt đều à. Cái máy này quét ra giá luôn hả chị? 54 ngàn nè. Đây em cũng thử quét thử coi. Không có được. Quét không được, không được giảm hả chị? Để em coi thử cái này của em. Cái này em giảm còn 14.300 hả? Đâu có soi 2 ngàn. Ở đây rẻ quá ha. Ủa mua nhiêu vậy? À, nay rẻ thì chứ. 41 ngàn nè Hiền. Ủa chứ chị đâu rồi? Quay làm cái này với siêu thị này luôn. Mấy bữa đóng cửa rồi. Có bông cũng giảm giá luôn hả? Một có bông rồi. Dạ. Quay đâu rồi chứ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.